Thưa quý vị, nhiều trường tiểu học trung học cơ sở tại Hà Nội cho biết vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc cho trẻ quay lại trường học. Có trường phụ huynh đồng tới đồng ý lên tới là 94,3%. Theo một số trường học, sau khi nhận được thông báo về việc khảo sát ý kiến cha mẹ học sinh để Sở Giáo dục và Đào tạo có số liệu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cho học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp, nhiều nhà trường đã chuẩn bị phiếu để triển khai. Kết quả sẽ được các trường gửi về phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện trước ngày mùng 4 tháng 4. Trong thời gian gần đây thì học sinh từ khối 7 đến 12 của một số trường có tỷ lệ đi học trực tiếp cao, đạt hơn 94%. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự sốt ruột khi hầu hết các địa phương hiện đã cho trẻ đi học trực tiếp từ lâu, thậm chí nhiều người băn khoăn khó hiểu khi Hà Nội vẫn chưa cho trẻ mầm non, tiểu học lớp 6 đến trường. Trong khi từ trước Tết Nguyên đán, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương quyết liệt, nhanh chóng cho học sinh tất cả các cấp đi học, không đợi tiêm phòng vaccine COVID-19.